Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Khi bạn có cả tình yêu và tiền bạc quá sớm ở tuổi trẻ, cuộc sống sẽ như thế nào? Của tác giả Ron Nguyễn. Và mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Trước khi mình vào vấn đề chính, bài viết này chỉ để bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ trong hoàn cảnh của mình khi may mắn có cả sự nghiệp và tình yêu. Bài viết không phải để khoe khoang ra cuộc sống của mình, chỉ để giúp mọi người hãy cố gắng trong cả sự nghiệp và tình yêu, đời sống cá nhân. Tuổi trẻ. Cuộc đời mỗi người có bốn bếp lò, lần lượt là sức khỏe, tình yêu, công việc, gia đình. Sống là phải biết đánh đổi, bạn chọn gia đình, sức khỏe hay công việc. Mình cũng đã từng quan niệm khác, có thể với khả năng của mình có thể chọn cả ba bếp lửa to và một bếp lửa nhỏ. Nghe có vẻ là hơi tham lam, nhưng thực chất thì ai cũng muốn bản thân như vậy đúng không? Rồi khi bước vào thực tế, việc có mọi thứ dường như là quá khó, thời gian mỗi người chỉ có 24 giờ như nhau. Cả tuổi trẻ đánh đổi cho sự nghiệp và công việc. Khi tới tuổi trung niên, 30 đến 45 tuổi là về gia đình và sự ổn định. Từ 50 tuổi trở lên là tuổi già với con cháu và gia đình. Cũng là lúc hưởng thụ những niềm vui như đi du lịch, khám phá, làm những điều khi còn trẻ chưa có cơ hội. Nhưng mà khó một cái, khi đấy chúng ta lại mất đi sức khỏe và thời gian. Đây là cuộc sống của mỗi cá nhân bình thường trong xã hội, nhưng thực sự sẽ là tuyệt vời nếu bản thân mình khác với mọi người. Hoàn cảnh. 2 năm trước, mình là thằng nhóc 18 tuổi, vừa mới kết thúc thời gian cấp 3 ở một trường chuyên của thành phố biển miền Trung. Với sự định hướng ban đầu, đam mê, mình quyết định chọn theo học công nghệ thông tin. Mặt khác, mình cũng được tuyển thẳng nhờ giải ba quốc gia. Mình gặp bạn gái mình vào đầu năm lớp 12 khi mình và bạn đi học chung lớp Anh văn buổi tối. Ấn tượng ban đầu của cả hai thì khá là bình thường, dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai đứa mình quen nhau từ khi bắt đầu vào đại học, tụi mình học ở Sài Gòn. Thời gian đầu khá là khó khăn cho hai đứa về khoảng cách, thời gian, công việc, tiền bạc trong cuộc sống. Bạn gái mình thì tính cách tự lập lớn, cộng với việc muốn trau dồi khả năng giao tiếp của bản thân trong ngành kinh tế. À, quên chưa nói, bạn gái mình học Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, University of Economics, Ho Chi Minh City. Thế nên là cô ấy đã làm thêm ở một số trung tâm Anh ngữ, trợ giảng. Nhiều lúc đến tối muộn mới về nhà trọ, mình thì vừa lo lắng, thấp thỏm cho giờ giấc và lo cho sức khỏe của bạn. Đôi lúc cũng muốn chu toàn cho bạn một ít. Nhưng với một thằng sinh viên năm nhất, học còn chưa xong, làm việc thì chưa sõi, bản thân chưa lo được thì lo cho ai? Tiền bạc lúc đấy từ ba mẹ gửi lên cũng chỉ để học tập, trang trải thường ngày. Thời gian ban đầu mình làm việc về IT rất là khó khăn. Năm 1 đi đâu cũng không ai nhận việc. Thời gian làm việc thì không được full time vì kẹt lịch học trên trường. Có những tháng tiêu xài quá tay, bạn gái mình trả luôn phần ăn, phần sinh hoạt trong mỗi buổi tối đi chơi của hai đứa. Niềm vui lúc ấy của cả hai đơn giản là cuối tuần chỉ được ăn thật no tô phở gõ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Xong lại đèo nhau ra hồ Con Rùa, khu chân hầm Thủ Thiêm, nhìn từ quận 2 ra khắp thành phố. Ngồi cùng nhau, kể nhau nghe những câu chuyện mà tụi mình gặp, nạp năng lượng cho một tuần mới làm việc. Bước ngoặt. Ở Sài Gòn hàng tháng, có rất nhiều công ty nước ngoài tổ chức các giải hackathon về blockchain, DApp, AI, ý tưởng startup, v.v. Mình cũng khá là may mắn khi được giải khá nhiều ở các kỳ thi này. Qua mỗi kỳ thi, mình gặp thêm được nhiều người bạn mới, đồng nghiệp mới, nhà đầu tư lớn, quỹ đầu tư, v.v. Từ những cuộc thi, mình có được các mối quan hệ và một nền tài chính cũng khá là ổn định.
Sau 3 tháng lên Sài Gòn, mình không nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ gia đình nữa. Tiền học, chi tiêu, bản thân mình tự lo được. Trong khoảng thời gian này, mình khá non trong việc kiểm soát tài chính cá nhân. Đa số nguồn tiền mình thu được dành cho việc tiêu xài quá tay. Lúc đấy, một đêm mình có thể tiêu đến 10 triệu trong một quầy bar ở trung tâm quận 1. Khoảng thời gian đấy, mình lại trở nên ích kỷ với bản thân và bạn gái mình. Mình tìm lý do để chia tay, để vứt bỏ mọi thứ. Tìm một thứ mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn với bản tính của một thằng con trai tuổi mới lớn. Lúc chia tay, cảm giác của sự cũ kỹ trong mối quan hệ thời học sinh làm cảm xúc của mình không tổn thương hay đau khổ gì cả. Bạn gái mình thì buồn rất nhiều. Mình quen một số người khác, người ta nói có câu, tốt khoe, xấu che. Đi đâu mình cứ khoe ra hết. Nào là làm việc này, việc kia, đi thi hackathon. Vì khi có tài chính, mình lại thích khoe ra nhiều thứ mình có để thỏa mãn cái sự yêu thích của bản thân trong mắt mọi người. Tới đây, mình mới nhận ra, không phải ngẫu nhiên mà Mark Zuckerberg, Bill Gates hay là các tỷ phú thế giới, dù họ có tài sản hàng tỷ đô la, họ vẫn sống lối sống giản dị, tiết kiệm. Đơn giản là vì khi chưa có quá nhiều tiền trong tay, chúng ta sẽ có cái hình thái giống như một người bình thường trong suy nghĩ. Nhưng khi có nhiều, việc chi tiêu sẽ làm rất nhanh, đến nỗi bản thân không kiểm soát được. Tất nhiên, tiêu xài quá tay sẽ dẫn đến lơ đãng trong công việc. Mình dần dần cạn đi nguồn tiền và bắt đầu trở lại cuộc sống như thời mới vào Sài Gòn. Trong khoảng thời gian này, mình lại thấy không tìm được một người bạn gái thật sự. Mình trở lại độc thân. Khi trở về thực tại của một thằng sinh viên năm nhất, không tình yêu, không tiền bạc, mình mới nhận ra cái vỏ bọc của tiền bạc, sự hào nhoáng của nó đã làm thay đổi bản tính, cá nhân mình như thế nào. Quá nhiều tiền sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Thành công quá sớm khi chỉ mới bước vào ngưỡng cửa đại học làm bản thân lơ đãng, chệch đi những tầm nhìn về tương lai. Khoảng thời gian này cực kỳ khó khăn đối với mình. Các giải hackathon, các cuộc thi về khởi nghiệp, ý tưởng sáng tạo, mình cũng gần như không tham dự. Nếu bạn nào ở Sài Gòn, chắc chắn bạn thường xuyên xem được những cuộc thi của các trường đại học, trung tâm khởi nghiệp lập ra để thúc đẩy tinh thần startup, khởi nghiệp sinh viên. Vì lý do may rủi, mình quyết định rút khỏi các cuộc thi. Trong thời gian khó khăn này, mình lại bị tố vu oan ăn cắp tiền thưởng trên các trang mạng xã hội. Khi mọi người lao vào chửi mình, cắn xé dù không biết chuyện gì xảy ra, thực hư như thế nào. Lối sống của người Việt Nam mình quá phụ thuộc vào Internet. Hòng hớt từ những việc trong ra việc ngoài, họ sẵn sàng dỉ vả bất cứ ai họ không quen bằng những ngôn từ khó khăn, thô tục, chỉ để đem lại những niềm vui nhất thời, hay chỉ để được tập trung chú ý, được nhận react về lượt bình luận hay là các bài share về trang cá nhân. Chúng ta sẽ không biết ai là bạn tốt đến khi bản thân thật sự gặp khó khăn. Từ bạn cấp 1 đến cấp 3, mình cứ ngỡ là bạn tốt, bạn xã giao, thì họ lại cắn xé lên, chia sẻ về tường cá nhân họ như một cách dằn vặt mình. Rồi những người đố kỵ vì những giải thưởng mình đạt được, thành tích cá nhân, họ lại được dịp hả hê vì đứa mình ghét bị bóc phốt, trong khi cuộc sống của mình thì chả ảnh hưởng gì đến họ cả. Nói một cách công bằng, mình làm đúng thì không việc gì bản thân phải sợ trước những lời dèm pha của cộng đồng mạng. Mỗi người có một cuộc sống cá nhân riêng, hãy làm tốt việc của mình. Nếu có quan tâm đến người khác, có cũng chỉ giữ ở mức tình bạn xã giao mà thôi. Người bạn đối xử tốt với họ, họ không bắt buộc phải đối xử tốt với bạn. Cuộc sống không như mong ước, không phải điều gì chúng ta muốn, cố gắng hết sức thì cũng có thể đạt được. Trong giai đoạn khó khăn, may mắn là mình đã có tất cả anh chị trong cùng lĩnh vực ở bên giúp mình giải quyết vấn đề. Bạn gái cũ mình quay lại. Mình bắt đầu đưa hết ý tưởng trước đó của mình vào thực tế để làm. Đồng thời, mình làm thêm các tool về Google Ads, game, v.v. Hầu như việc gì liên quan đến IT, mình cũng làm liên tục. Mọi thời gian chỉ để cho công việc của bản thân. Rồi may mắn lại đến với mình, thu nhập mình trở nên ổn định hơn trước. Mình nhận các dự án từ nước ngoài về. Mình được quỹ đầu tư hỗ trợ, đứng ra giải quyết mọi chuyện mình bị vu oan. Ứng dụng cá nhân của mình vượt mốc 10 triệu tải sau 9 tháng ra mắt. Mình không muốn tiết lộ số tiền hàng tháng nhận được, nhưng nó cũng khá ổn định và dư giả. Hiện tại với suy nghĩ của mình đã bình ổn một ít trong cuộc sống cá nhân về tình yêu, gia đình, sự nghiệp.
nhìn lại chặng đường gian nan, trải qua khó khăn, sự hào nhoáng của đồng tiền, bạn bè chân chính, tình yêu chân thành, mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mình dần dần chắt lọc bớt đi những mối quan hệ cần thiết, ít sử dụng các trang mạng xã hội đi, ít kiêu ngạo, khoe mẽ những chiến tích giải thưởng, thành tích lên mạng xã hội nữa. Mỗi bài học làm cho bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ, lối sống, tư duy thực tế. Nhưng khi nó xảy ra, điều đầu tiên mình khuyên các bạn trong độ tuổi này, đừng quá tiêu cực và khủng hoảng. Chúng ta đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, hãy cứ trải nghiệm nó một cách chân thật nhất. Mình biết trong giai đoạn tuổi mới lớn học đại học, một vài người bạn mình bình thường có suy nghĩ tiêu cực, trầm cảm, tìm không ra được lối sống cá nhân, định hướng tương lai, rồi đam mê, yêu thích, họ mất đi cảm nhận về cuộc sống và một vài suy nghĩ đến sự chấm dứt, sự tiêu cực. Thực tế thì câu hỏi cuộc sống sẽ đi về đâu, nó sẽ ra sao trong vài năm nữa, liệu mình có thu nhập ổn không? Nó xảy ra là do mình thực hiện ra sao, bước đi tới như thế nào, mỗi giây phút là vàng bạc, là cả tuổi trẻ. Hãy làm việc nhiều nhất có thể, yêu đậm sâu một người, dành thời gian chăm sóc bản thân, cân bằng mọi thứ trong khả năng. Bạn sẽ dần vượt qua khủng hoảng tuổi mới lớn, tương lai sẽ được quyết định bằng năng lực, suy nghĩ và nước đi đúng của mỗi người. Mỗi bài học trong cuộc sống là một trải nghiệm, quá bằng phẳng thì sẽ an nhàn nhạt nhẽo, quá xô bồ thì sẽ chấn động khủng hoảng, không ổn định thì nay đây mai đó. Nhưng cách chọn cuộc sống chỉ là ở chính bạn quyết định thôi. Hiện tại, mình và bạn gái cũng đã mua được một căn nhà và dự định sẽ dọn về ở chung trong năm nay. Hy vọng là sắp tới cuộc sống hai đứa sẽ có những thăng trầm nhất định. Mình không mong về một tương lai quá an nhàn và hạnh phúc, có những khó khăn, thử thách. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tụi mình cũng sẽ mãi ở bên nhau, cùng nhau vượt qua những chông gai ấy. Cảm ơn các bạn đã đọc, hết rồi đấy. Hy vọng rằng các bạn đã thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Khánh Linh. Bye!